Đến gần 18 giờ chiều ngày 28 tháng 5, lực lượng chức năng quận 1 thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang xử lý hiện trường vụ cây xanh bật gốc đè trúng xe ô tô 7 chỗ trên địa bàn. Trước đó, khoảng 16 giờ cùng ngày, một cây xanh lớn cao hơn 5 mét trên đường Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 bất ngờ bật gốc ngã xuống đường. Cây xanh đè trúng chiếc ô tô 7 chỗ 51H89647 khiến xe này hư hỏng. Theo người dân, thời điểm cây ngã, chiếc ô tô đang dừng đậu trên đường. Những người bên trong xe đã đi ra ngoài trước đó. Tại hiện trường, phần đầu xe ô tô 7 chỗ hư hỏng, cửa kính chắn gió bị vỡ. Lực lượng chức năng cho phong tỏa khu vực qua hiện trường để khắc phục, xử lý sự cố. Theo người dân, thời điểm xảy ra sự cố, khu vực có mưa, gió mạnh. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pluavongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.